thức một ca khúc để tiếp nối chương trình của chúng ta trong ngày lễ tân hôn hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, dạ em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Để cùng mang đến chương trình của chúng ta một ngày vui thật là trọn vẹn ngay từ giờ phút này.